Minna san konnichiwa. Nhân ngữ hồi xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái một cấu trúc câu rất là thú vị. Cấu trúc câu này nói về đồ ăn và thức uống. Vậy mẫu câu này là mẫu câu như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem ví dụ sau nhé. Hai, minna san eo miten kudasai. Kore wa wine desu ne. Hai, kore wa budo desu. Hai. Kono wine wa budo kara tsukurarimashita. Hay, dịch ra có nghĩa là gì đây? Chúng ta có thấy chữ gì đây? Kara đúng không ạ? Ngày xưa chúng ta học là gì? Kara có là từ nhà đến trường, hoặc là từ 8 giờ đến 9 giờ, hoặc là nhận quà từ ai đó. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ học về một cái cấu trúc câu là kara. Nhưng nó là một cấu trúc câu nói về kara của được làm từ nguyên vật liệu gì. Vậy thì chúng ta sẽ dịch ra cái câu là như thế nào? Kono wine wa budo kara tsukurarimashita. Tức là cái rượu vang này thì được làm từ nho. Rượu vang này được làm từ nho. Hay, chúng ta cùng nhau đi vào cấu trúc câu như sau nhé. Hay, kara. Và ý nghĩa của nó là được làm từ nguyên liệu. Các bạn thấy không? Là nguyên liệu nha các bạn. Hay, và cái nhìn đây. Nihonshu desu. Hay, kore wa okome desu. Nihonshu wa okome kara tsukurarete imasu. Nihonshu wa okome kara tsukurarete imasu. Rượu Nhật thì được làm từ gạo. Các bạn có thấy không? Trước kara đó là một cái nguyên liệu. Hay, cái chai rượu này thì được làm từ gạo. Rất là đơn giản không các bạn? Hay. Rồi chúng ta cùng nhau đi vào tiếp ví dụ tiếp theo. Hay. Oishiso desu ne. Hay, cái bánh này nhìn rất là ngon đúng không các bạn? Và cái bánh này thì được làm từ khoai lang. Thì chúng ta sẽ có câu như thế nào đây? Hay, bánh thì chúng ta sẽ sử dụng từ là cookie. Hay, kono cookie wa satsumaimo kara tsukurarimashita. Kono cookie wa satsumaimo kara tsukurarimashita. Cái bánh này thì được làm từ khoai lang. Trước kara nó sẽ là một nguyên liệu nha các bạn, nguyên liệu. Hay, nhìn cái này chỉ có liên quan tới đồ ăn và nước uống thôi. Hay, và chúng ta nhìn cái gì đây? Hay, biru desu ne, oishiso desu ne. Hay, kore wa mugi desu. Hay, đúng rồi. Biru wa mugi kara tsukurarete imasu. Cái bia này thì được làm từ lúa mạch. Bia này thì được làm từ lúa mạch. Rất là đơn giản và trước kara các bạn nên nhớ đó là một nguyên liệu nha. Nguyên liệu chứ không phải là nguyên vật liệu, là vật liệu nha các bạn. Nguyên liệu. Và mẫu cấu trúc kara đi kèm với trước nó sẽ là một nguyên liệu. Thì chúng ta dịch ra có nghĩa là được làm từ nguyên liệu gì đó. Đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn. Và chúng tôi có để đường link bài tập ở bên dưới. Các bạn có thể làm bài tập đó và gửi lại cho chúng tôi. Nếu như bạn nào làm đúng 100 điểm thì các bạn sẽ được 1 điểm tích lũy vào tài khoản của mình. Và minasan, sayonara, matai maisho.